Hey, chào anh em, trở lại với kênh YouTube của Bchannel. Và Realme 3 đã được ra mắt vào cuối tháng trước và với mức giá rất là mềm, đúng không? Khoảng đâu đó 4 triệu. Và trong cái buổi sự kiện ra mắt thì CEO của hãng cũng đã tiết lộ thêm về con Realme 3 Pro chắc chắn sẽ xuất hiện vào tháng 4 sắp tới. Và đây sẽ là tổng hợp thông tin chính thức về con Realme 3 Pro này. Và list đặt hàng của Realme 3 cũng như là những sản phẩm khác thì anh em có thể tham khảo ở VN Mobile, hiện tại đang có giá rất tốt. Rồi đó là vào tháng 4 này thì khi mua sản phẩm ở VN Mobile với hóa đơn trên 3 triệu thì anh em có thể có được cơ hội quay vòng quay may mắn, có 100% có quà và tổng giá trị giải thưởng là tới 340 triệu đồng. Thì anh em có thể tham khảo link ở mình để bên dưới nha. Và máy sẽ có cụm camera 48 megapixel. Đây là một cái cảm biến camera có tên là imx 519 của Sony. Và máy sẽ có mặt lưng nhựa và nó sẽ làm theo kiểu được họa tiết đổi màu gradient mà chúng ta thường thấy trên những con máy tầm trung gần đây. Cùng với đó là máy sẽ có camera kép và đi kèm với đó là một ống đo độ sâu trường ảnh. Rồi, và chúng ta sẽ có một số những cái phiên bản của Realme 3 Pro như ở đây. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái bản 4GB RAM và 32GB bộ nhớ trong. Và tiếp bản cao cấp hơn một chút là 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Còn bản cao cấp nhất là chúng ta sẽ có bản 6GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Ngoài ra thì theo báo cáo cũng tiết lộ rằng điện thoại này sẽ có 3 tùy chọn màu sắc cho anh em có thể thoải mái lựa chọn màu. Rồi với nói về sức mạnh của máy thì máy sẽ chạy con chip Snapdragon 710. Nếu bạn nào chưa biết thì Snapdragon 710 là một con chipset loại 8 có tốc độ là 2,2 GHz, được xây dựng trên tiến trình 10nm và đi kèm với CPU mạnh mẽ hơn so với loại Snapdragon 675 khoảng đâu đó 20-30%. Và hơn nữa là ở con Realme 3 Pro này thì Oppo sẽ trang bị cho máy cái tính năng sạc nhanh VOOC 3.0 mà chúng ta đã từng thấy trên con Oppo F11 và F11 Pro đã có cái tính năng này. Rồi cuối cùng là thời gian và giá bán thì chúng ta sẽ có Realme 3 Pro sẽ xuất hiện vào cuối tháng 4 năm nay và cụ thể là nó sẽ xuất hiện đâu đó vào tuần thứ 3 của tháng 4 và chúng ta sẽ có mức giá dao động dự kiến của mình là đâu đó khoảng 5 triệu. Và anh em nghĩ thế nào về Realme 3 Pro? Anh em có muốn mình trải nghiệm ngay lập tức cho anh em không? Hãy comment phía bên dưới và đừng quên like, share, subscribe, nhấn chuông để xem tiếp được những video mới nhất của kênh. Cảm ơn anh em.